Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành quyết định số 3614 về việc thành lập đội tình nguyện viên lưu động nhập dữ liệu thông tin của các trường hợp nhiễm COVID-19 đang cách ly y tế tại nhà trên địa bàn quận huyện. Theo quyết định, thành lập 8 đội tình nguyện gồm 29 tình nguyện viên. Đội tình nguyện lưu động có nhiệm vụ nhập dữ liệu thông tin các trường hợp nhiễm COVID-19 đang cách ly y tế tại nhà trên địa bàn quận huyện, hỗ trợ các đội y tế lưu động trên địa bàn được phân công. Các chế độ chính sách của các tình nguyện viên được thực hiện theo nghị quyết số 16 của Chính phủ.